Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Nếu như quý vị và các bạn không muốn đi xa và chưa biết làm gì, thì năm nay đánh dấu một số lượng phim kỷ lục ra rạp trong dịp nghỉ lễ so với những năm trước. Trong khoảng 13 phim ra rạp thì riêng phim Việt có đến 3 phim. Và nếu quý vị và các bạn không phải là fan của điện ảnh thì còn có những hình thức nghệ thuật khác để có thể lựa chọn trong dịp này. Tôi là một sát thủ. Cùng ra rạp từ ngày 31 tháng 8, Nắng, đạo diễn Đồng Đức Giao và Găng Tay Đỏ, đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh có thể sẽ là lựa chọn của khán giả yêu phim Việt cùng với Tấm Cám Chuyện Chưa Kể ra rạp từ ngày 19 tháng 8. Với phim nước ngoài, có 3 phim thích hợp xem cho cả gia đình chiếu vào dịp mùng 2 tháng 9 là Peter và Người Bạn Rồng, Kubo và Sứ Mệnh Samurai, cùng Apex phim Gold. Một số phim gắn mác 16 cộng có thể kể đến như là Ben-Hur, Bố Già Sát Thủ, Sát Thủ Thợ Máy và Chuyến Tàu Sinh Tử. Ở nhà hát Treo Hà Nội, chương trình Long Thành Diễn Sướng diễn ra lúc 18 giờ ngày 4 tháng 9 tại rạp số 1 Tràng Tiền. Của nhà hát kịch Việt Nam có các xuất diễn vở kịch Dòng Chảy Mùa Thu lúc 20 giờ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9. Liên đoàn Xiếc Việt Nam có chương trình xiếc tổng hợp lúc 20 giờ ngày 3 và 4 tháng 9 tại sân khấu tròn 67-69 Trần Nhân Tông. Đêm nhạc ngẫu hứng của hai nghệ sĩ Vũ Nhật Tân và Peter Jacobson, Mỹ, nghệ sĩ cello trẻ, cũng được tổ chức dịp này vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 9 tại Trans Queen, số 5 Nguyễn Quang Bích. Một điều thú vị của đêm nhạc là khán giả tham gia chương trình có thể mang một nhạc cụ đến để biểu diễn cùng nghệ sĩ. Ngoài ra, tại phố cổ Hà Nội, từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 9 sẽ diễn ra lễ hội trung thu phố cổ, cùng các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm trung thu truyền thống, hướng dẫn làm đồ chơi dân gian.